Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất. Có câu rằng, cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét. Ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa. Vậy hà cớ gì mà ta phải lao tâm khổ tứ, truy cầu nhiều thứ như thế? Đó cũng là bởi dục vọng, ham muốn của con người là vô hạn. Người xưa có câu, người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi nuốt không được cũng lại không muốn nhả ra trong cuộc sống chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người bị danh và lợi thắt chặt họ mãi truy đuổi một khắc cũng không dừng có thứ này lại muốn thứ khác có rồi lại muốn cái mới hơn biết đủ là cách nắm giữ hạnh phúc vào triều đại dừa có một vị tiên sinh dạy học gia cảnh bần hàn nhưng mỗi ngày đều dâng hương bái lẽ, cảm tại trời xanh ban phúc. Vợ của ông nghĩ mãi mà không hiểu, liền hỏi. Một ngày ba bữa đều là hút cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc? Vị tiên sinh này trả lời. Sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hàng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đồng chịu lạnh, đói không có gì ăn là hạnh phúc lớn thứ hai trong người không có bệnh tật không có tài họa là cái hạnh phúc lớn thứ ba chúng ta có cả ba thứ ấy rồi chẳng phải là phúc sao nhiều người nhìn vị tiên sinh này thường cho rằng ông không thành công nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc bởi vì trong lòng ông biết đủ con người sống truy cầu danh lợi vốn là để được hạnh phúc vui vẻ nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui niềm hạnh phúc vốn có của mình đây đúng là cái vòng luẩn quẩn của đời người một người biết đủ ở phương diện công danh lợi lộc có thể không thành công như người khác nhìn vào nhưng hẳn sẽ là rất vui vẻ và hạnh phúc biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay người ta nói rằng vui vẻ là nguyên tố không thể thiếu của mỗi người có câu nói rất hay rằng đừng khóc vì không có giày đi bởi vì có người còn không có chân để đứng bởi vậy mới nói biết đủ thì người nghèo khổ cũng vui không biết đủ thì người giàu sang cũng u buồn ở vô cùng một tình cảnh chúng ta chỉ cần thay đổi góc nhìn thay đổi cái tâm của mình thì tình cảnh cũng tự nhiên thay đổi cải biến theo chiều hướng tốt hơn phúc đức sinh ra bởi biết đủ tai họa sinh ra bởi lòng tham cổ nhân cho rằng người biết đủ luôn là người giàu có và hạnh phúc không những thế người biết đủ có biết điểm dừng vợ không cố gắng làm mọi cách để tỏa mãn dục vọng lòng tham của bản thân vì vậy người biết đủ cũng sẽ không bị tủi nhục và tránh được tai họa về sau đây cũng là điều lão tử đề cập tới trong đạo đức kinh yêu nhiều ắt sẽ tổn nhiều chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều phải biết thế nào là đủ đừng quá tham lam để tránh tủi nhục về sau. Biết dừng lại thì sẽ không gặp nguy và có thể trường cửu. Không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào lớn bằng ham muốn có được. Cho nên biết cho rằng mình đủ thì sẽ luôn luôn đủ. Đạo lý biết đủ của lão tử bảo hàm rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Biết đủ là cầu bên trong mà không cầu bên ngoài, là theo đuổi bản tính chất phác và sự dồi dào về tinh thần. Người biết đủ do không mất mà luôn giàu có. Người biết đủ sẽ không bị lòng tham vật chất quấy nhiễu, khống chế. Bởi vậy, dẫu có thiệt hại một chút về vật chất, nhưng họ vẫn không động phạm tâm. danh lợi và tiền tài là vật ngoài thân, là thứ không thể nắm giữ được mãi. Chỉ cầu phải chiếm giữ quá nhiều, thì nhất định cũng sẽ mất đi nhiều. Còn người ta chỉ nên có một phần danh lợi cho mức độ của nó, không nên chiếm giữ quá nhiều phải biết đủ thì mới được dài lâu. Có thể nói, nhược điểm lớn nhất của nhân tính là lòng tham không đáy, vĩnh viễn không thấy đủ. Một người chỉ có thể thời thời luôn thấy đủ khi người ấy giảm bớt ham muốn, biết hài lòng và thỏa mãn. Lão Tử vô cùng coi trọng đạo lý biết đủ. Ông cho rằng biết đủ có thể quyết định vinh nhục, sống chết, họa phúc của mọi người. Một người nếu biết đủ thì những yếu tố khách quan như tiền tài, của cải, cho dù là không nhiều lắm, nhưng họ vẫn có thể tự nhận mình là người giàu có. Bởi vì người biết đủ, luôn không thấy thiếu thốn gì, không thiếu thốn gì thì được xem là giàu có. Trái lại, người không biết đủ thì cho dù có nhiều những yếu tố bên ngoài như tài phú, nhưng vì lòng tham không đáy mà có thể gây ra tài họa lớn. Từ điểm này có thể thấy, Lão Tử cho rằng một người giàu hay nghèo là được quyết định bởi biết đủ hay không biết đủ. Đối với những người cai quản đất nước mà nói, dục vọng rất nhiều khi tạo thành tai họa lớn. Cho nên, những người này phải tu dưỡng tâm biết đủ để khống chế ham muốn của bản thân. Như vậy thì vạn vật và thiên hạ mới có thể tự nhiên an ổn. Phúc sinh ra bởi vô dục, mà tai họa sinh ra bởi ham muốn. Biết đủ thì sẽ giàu có, người tham lam của cải mà không biết dừng thì tuy có thiên hạ cũng không gọi là giàu. Lão tử thông qua tư tưởng biết đủ để gian người đời, đặc biệt là người nắm giữ quyền lực. Còn người ta phải biết đủ khi đứng trước tài vật và quyền lực. Nếu một người không thể làm được điều ấy, thì khi tham dục vượt quá hạn độ nhất định rồi, thì tất nhiên sẽ tự dước lấy nhục. Người ấy sẽ gặp phải tổn thất to lớn và nghiêm trọng về phương diện vật chất, địa vị xã hội và tinh thần. Người biết đủ là người giàu có và hạnh phúc nhất lão tử giảng chi túc chi túc hằng túc hĩ biết thế nào là đủ thì sẽ vĩnh viễn không thiếu gì người không biết đủ luôn thấy thiếu thốn và sẽ không bao giờ thành công trong việc tìm kiếm hạnh phúc thật sự những tài nguyên vật chất trên thế gian này là hữu hạn nhưng ham muốn dục vọng của con người lại là vô hạn vì vậy một người nếu thực sự muốn hạnh phúc và vui vẻ thì phải biết kiềm chế dục vọng của bản thân biết đủ và có thiện niệm thời xưa bên trung quốc có một câu chuyện kể về một người biết đủ như thế này nghiêm quân bình là người triều nhà hán thông hiểu kinh dịch chuyên xem tướng tại thành đô ông nổi tiếng về thuật xem tướng hàng ngày người đến cầu ông xem tướng có rất nhiều nhưng dẫu là ai thì ông luôn luôn nhắc nhở thủ giữ tín nghĩa trung hiếu bởi thiện đức có thể ảnh hưởng đến số mệnh người ta nghiêm quân bình ngày nào cũng chỉ làm cầm chừng cảm thấy đủ dùng liền đóng cửa hiệu và nhà chuyên tâm đọc sách. Một văn nhân nổi tiếng thời đó là Dương Hùng, từng theo nghiêm Quân Bình học tập ca người ông. Đức hạnh của Quân Bình tiên sinh đủ để ngăn chặn lòng tham, khuyên nhủ người đời cũng giống như những người sống ẩn dật thời xưa vậy. Là sùng là người nước thuộc, thấy nghiêm Quân Bình có tài có đức, nên đã chuẩn bị xe ngựa, y phục, lương thực và tiền bạc đem tới tặng, mong muốn thuyết phục ông ra làm quan tuy vậy quân bình lại hỏi ta có thừa mà tiên sinh chưa có đủ tại sao người chưa đủ lại đến cung phụng người có thừa la sùng nói trong nhà của ta có nhiều vàng bạc mà tiên sinh một chút lương thực để dành cũng không có sao có thể nói là có thừa được quân bình nói ta đã từng tới nhà ngài thấy ngài ngày đêm bận rộn mà đạt được những thứ ấy chưa từng có lúc nào thấy thỏa mãn hiện tại ta xem tướng không cần xuống giường mà tiền cũng đến, còn dư thừa mấy trăm, bụi bám dày một tấc, không biết dùng làm gì. Rõ ràng là ta có thừa mà tiền sinh thì chưa có đủ. Quân Bình còn nói, gia tăng tài vật sẽ làm gia tăng tổn thương tinh thần. Tính tâm của một người cũng có thể giết chết người ấy. Quân Bình sống đơn giản như vậy cho đến hơn 90 tuổi mới qua đời. Trong cuộc sống, có rất nhiều thời điểm người ta cảm thấy không thỏa mãn công danh sự nghiệp không được như ý tiền tài vật dụng cũng không được như mong đợi thậm chí có lúc họ oán trách trời đất bất công oán giận cha mẹ không trọ một hoàn cảnh sung túc thuận lợi đối với đời sau họ lại oán trách con cái không được giỏi giang thành đạt như mong muốn hết thay những bất mãn đó đều có nguyên nhân từ việc con người không biết đủ mà ra đây kỳ thực chính là dục vọng của con người là lòng tham muốn là những mong ước hoang tưởng hay những đòi hỏi không thực tế nảy ra. Lòng tham của con người nếu không thể ức chế thì sẽ luôn luôn không biết đủ. Không biết đủ là sự bi quan, là ác tâm của con người. Còn biết đủ là một loại lạc quan, là sự thăng hoa của tư duy lý tính. Biết đủ và không đủ cũng là một quá trình lượng hóa. Ở vào những niên đại khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, dài tầng khác nhau, độ tuổi khác nhau, kinh nghiệm cuộc sống khác nhau thì biết đủ và không đủ, luôn có sự nâng lên hạ xuống cho phù hợp. Vì như khi còn trẻ tuổi, sống nghèo khổ, có lẽ cảm giác không thấy đủ mới được xem là phù hợp. Bởi vì chỉ có như vậy, cuộc sống của họ mới có sự thay đổi tiến lên. Hay đối với những người đột nhiên giàu có lên, nếu biết không đủ với tri thức, với cách ứng xử, thì rồi cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn. Biết đủ khiến con người bình tĩnh hơn, an tường, lạc quan và siêu thoát hơn. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Sự khác biệt trong tâm thái của họ chính là hạn độ, chính là sự đúng mực, là trí tuệ. Bởi có hạn độ nên họ không dễ phạm phải lỗi lầm và đánh mất lương tâm. Biết đủ là một loại cảnh giới, người biết đủ sẽ luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống. Trong mắt của người ấy sẽ không có điều gì là không thể giải quyết được, bởi vì họ không tìm kiếm giải pháp căn bản ở bên ngoài mà hiểu được điều quan trọng nhất là nằm ở bên trong. Biết đủ là một loại rộng lượng, làm dạ rộng lượng có thể dung nạp được thiên hạ. Cho nên, trong mắt người biết đủ, mọi sự tranh giành và đòi hỏi quá mức sẽ là không cần thiết. Cũng chính bởi vì thế mà tâm lý của người biết đủ luôn được cân bằng. Họ luôn cảm thấy thỏa mãn và giàu có. Biết đủ còn là một loại khoan dung. Khoan dung đối với người khác, khoan dung đối với xã hội khoan dùng chính mình. Như vậy mới có được một không gian sinh tồn bao la và rộng lớn. Chính vì thế mà cổ nhân mới dạy, thấy đủ thường vui. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký bộ 85 audio sách nói bản quyền mới nhất, ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sách com Nhập mã giảm giá VIP1 để được giảm thêm 10%. Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.